Ok, xin chào các bạn. Hiện giờ mình đang có mặt ở thành phố Santa Ana, tức là khu vực địa bàn của Việt Nam mình rồi. Santa Ana, Garden Grove, Westminster, tức là phố Bonsai đó, Fountain Valley, Anaheim, những cái cụm thành phố nhỏ cùng với trong cái quận Cam này, Orange County này, là khu vực cơ này, nó là địa bàn của Việt Nam mình. Tụi mình tới đây mướn một cái căn Airbnb giá khoảng hơn 300 đô một đêm thôi. Thì mình cũng muốn review cho các bạn biết là Airbnb 300 đô ở OC và Airbnb 750 ngày hôm qua hôm kia mình ở LA, Delta Way thì nó khác nhau như thế nào. Nhưng mà cái điều mình muốn nói ở đây là cái cách suy nghĩ của người chủ nhà ở đây là một người hoàn toàn kinh doanh rất là tốt. Miếng đất ở đây rộng 2 nửa acre. Và một chút xíu nữa chúng ta sẽ nghe anh Dan nói nhiều hơn. Và chủ nhà này mua năm 2016. Miếng đất này rất là đẹp, nó là một hình chữ nhật rất là dài, nó giống như một cái triplex gì đó. Thì mình quan sát thấy là có 3 unit. Nhưng mà cái độ legal của cái unit đầu tiên thì mình không biết là nó có hợp pháp hay chưa. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Alright. Trước tiên vào chúng ta có một bãi đậu xe ở đây. Chủ nhà ngăn nắp, ngăn ra 4 bãi đậu xe. Và con đường rất là dài, các bạn thấy không? Đây là một mảnh đất chung. Cái unit đầu tiên bên tay trái này thì nó rất là nhỏ, nó giống như một cái garage người ta convert lại thành phòng hay cái gì đó thì mình cũng không biết. Nhưng mà mình thấy là có không gian sống bên trong, có cửa sổ, có cửa ra vào. Nhưng có thể bây giờ nó thành cái kho rồi. Còn cái unit thứ hai này thì nó rất là cũ kỹ, xấu xí, không có được chăm sóc kỹ lưỡng, rất là cũ. Mình không biết là có phải là người ta cho người chủ nhà cho cái người ở đây để mướn, gọi là mướn lâu dài hay không. Hình như đây là một gia đình của người Mỹ. Mình nghĩ đây là họ mướn ở mấy ở ngày này qua ngày khác đó. Đó. Và cuối cùng thì cái ADU họ mới xây lên đây. Các bạn thấy là họ xây cái ADU này để làm Airbnb. Và cũng có một cái miếng đất khá to này, chia làm 3 unit. Một cái thì mướn, có thể là hai cái thì mướn lâu dài. Một tháng ra vô nhà mấy, 2-3 ngàn mỗi cái vậy. Và một cái này thì 300 một ngày. Nếu mà một tháng các bạn vô được 20 ngày thì là 6 ngàn. Nhưng mình nghĩ là hơn 20 ngày chắc chắn. Bởi vì bên trong nhà này rất là rộng, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Thì anh Dan sẽ nói rõ hơn. Ok anh Dan. Sao? Đem micro vô chưa? Rồi. Ok. Anh review căn nhà này đi anh. 300 đô ở đây có gì khác với 750 đô hay không? Và em thấy cái cách kinh doanh của chủ nhà ở đây khá tốt. Khá anh tốt có thể luôn. Nói những cái idea. Khá tốt luôn. Tại vì cái này á, mà mình cho mướn Airbnb á, sợ nhất là người ta mướn những người mà lợi quậy phá hay là làm tổ chức like party á. Mình sợ nhất cái đó. Nhưng mà cái kiểu nhà này á, mấy người party á, người ta sẽ không có muốn mướn. Tại đâu có gì đâu, ồn à nó đâu. Nhưng mà chỗ này là gần Disneyland rồi nữa. Nhưng mà mình chỉ không hiểu thôi, có một thứ là nhiều thành phố ở quận Cam này mình biết không, quận Cam này nó không cho kinh doanh Airbnb. Lý do gì mình không biết, mà mấy các bạn mà ở đây á, bạn có biết không, mình nói cho mình biết ha. Hình như là một cái mấy hãng, mấy cái làng xóm nó complain gì đó, xong rồi nó không cho Airbnb. Mà không biết cái này là có đúng luật không hay chỉ làm lậu gì thôi, mình không hiểu. Nhưng là, mà đúng là em có bạn ở đây hồi đó là Airbnb rồi nó cấm, nó cấm mà. So nếu mà bạn muốn đầu tư vào Airbnb bạn phải hiểu luật nha. Là chỉ chắc biết, chắc chắn là phải biết là có chỗ thành phố đó, thành phố của bạn muốn đầu tư vào á, nó có cho kinh doanh Airbnb không. Là nó gọi là short term rental á. Cho mướn ngắn hạn á, là dưới 30 ngày á. Còn nó cho không? Có nhiều chỗ nó không có cho. Nhưng mà nếu mà nó kinh doanh cái này đừng nghĩ tới lực lệ gì khác, nhưng mà cái này rất là ngon luôn. Anh có thấy cho thu căn nhà được không? Dạ, được. Căn nhà, cái nhà này bữa mình ở là 750 đúng không? Là có 3 phòng. Ở dưới downtown với nhiều ở dưới Los nó mắc hơn rồi. Đắt đỏ. Nhưng mà ở đây á là nó cũng 3 phòng. Để mình kéo dài ra ha. Vâng. Kéo dài ra. 3 phòng. Mà 3 phòng đây á mà ở gia đình ở thoải mái luôn, có nhà bếp. Nó không có, ở trong là không gì đặc biệt, nhưng mà cách mà chủ nhà để trang trí á, nó làm cho mình thấy nó thoải mái, rộng rãi. Này có nhà bếp rồi, có chỗ chơi cho đứa con, nếu mà vợ hai chồng mà 3-4 đứa con gì đi mà đi dẫn đi Disneyland á. Này kiểu như gia đình á. Gia đình á. Có gia đình. Thì mướn đây rất là tiện lợi. Mà 330 một đêm thì đối với mấy người mà đi chơi á, cái đó thì không có mắc. Tại vì mấy gia đình mà 330 đêm, hoặc là có thể hai cặp hai cặp về thì không có mắc chia ra. Nhưng mà đối với người cho mướn Airbnb á là quá ngon luôn. Chỉ cần mướn 20 ngày một tháng
7.200% thôi, 7% thôi là mình đã thấy, đã có thấy là nhiêu là 6.000 rồi. Đó, trong đây là trang trí đó. Phòng này là một phòng ngủ vô phòng trước nha. Phòng này ở đó anh đang ngủ nè. Phòng này mình ngủ. Đấy, ngủ. Hồi tối mình ngủ phòng này nè. Đó. Thằng đó. Thắng nó sợ ma, nó không dám ngủ nhìn vô kiến. Mình rất là kỵ trong phòng mà có kiến. Nhiều phụ nữ người ta thích ngầu ngủ với miếng kiến bự á, tối sợ ma lắm mày ơi. Còn này là phòng master, là giếng rất là nhỏ. Ừ. Master. Master. Đúng không? À, nó có cái phòng như nó không được. Đúng có cái bơ, nó cũng chỗ tắm này mình chưa vô master. Nó cũng có cái tắm chỗ này. Cái cách four van này nó cũng hay anh ha, nó chia làm đôi. Một nó chia phân nửa một nửa. Một nửa bên là phòng ngủ, một nửa bên là phòng sinh hoạt. À. Có cái tường ở giữa. À, đường ở giữa. Bên sinh hoạt cũng bên, bên làm ngủ thôi. Tiếu. Mà rất là sạch sẽ. Mà mấy cái này các bạn, nó không có người mua vô cái này để làm lại đó. Không có remodel nhiều đâu. Chỉ sơn phết đây thôi, mấy cái tủ này là đồ cũ hết á. Rồi cái tủ nhà bếp nè bạn thấy không, người ta cũng đồ cũ luôn nè. Như là mấy cái này nè. Người ta làm lại thôi chứ không có gì gọi là mắc tiền hết trơn á. Em thấy đồ đây rẻ rẻ, tức là cái vốn bỏ ra để remodel không nhiều. Rất là lợi nhuận rất cao. Lợi nhuận rất là cao luôn. Mà mình nãy mình tò mò chạy lên coi á, là cái nhà này á là cái bà chủ nhà này mua năm 2016. Mà miếng đất này có 3 miếng hồi nãy 3, thấy đúng không? Dạ. Ba cái nhà đúng không? Cái căn nhỏ ở ngoài nó nhìn giống như là một cái studio đúng không? Dạ, dạ. Nhưng mà chính giữa rồi mà là bự. Xong ở đây là cái căn nhà cho mướn là mà mua hồi 2016 á là có 400.000. Trời đù. Quá đã luôn trời. 400.000 ha, 400.000 mỗi giờ họ mình thấy á, là theo mình thấy mình ngồi là cái mấy căn trước á là chị chủ nhà này chỉ cho mướn giống như là long term, là có người mà ta ở lâu dài đó, tại mình thấy cách ta ở cách xe đậu thì mình biết là nghĩa là đi lâu dài chứ không phải là mướn. Còn cái căn này á là short term là cho Airbnb mướn, đẹp hơn chút và họ làm lại cho mướn. Thì mình nghĩ á thì cái chủ nhà này bài toán vậy mà không có đúng, mình nghĩ đoán thôi là chỉ muốn một cái constant income, là chỉ muốn chắc chắn tiền mỗi tháng. Okay. Là cho long term. Còn nhiều cái này là để trả mortgage đúng không? Đúng rồi. Còn cái này á, là họ cho mướn Airbnb là cái nhiều khi mùa dịch này là có thể ế dài vậy đó. Thì nhưng mà lợi nhuận lại nhiều. Đúng rồi. Thì cái chuyện này rất tính rất kỹ. Đúng rồi. Chứ bây giờ cái căn này nếu mà anh đem cho lên market mướn long term giỏi lắm 3.5 max. Không tới. Ở đây chắc cỡ 2.900 đâu các bạn. Orange County 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm chắc cỡ 2.000 mấy đúng không? Đúng rồi. Chứ không tới 3.000 mấy đâu. Đúng rồi. Mấy bạn ở OC có biết không, cho là thành phố này là Santa Ana. Thì mình thấy là nó rất là lợi luôn. Anh chủ nhà này á bạn không? Là mày từ ngày á mà hôm qua mình vô đây ha, tới giờ mình chưa gặp người chủ nhà luôn á. Là tất cả vô trong là người ta không cần tới luôn. Là có cái mật mã vô trong nhà. Xong người ta lại, xong người ta nói làm vậy, xong rồi lúc mình đi người ta sẽ người dọn dẹp. Vậy thôi. Vậy là mình không cần gặp mặt người chủ nhà luôn. Người cha là cách quản lý rất là dễ dàng luôn. Đó. Bởi vậy người nào muốn đầu tư Airbnb. Nhưng cái đó nhớ nha, cái đó là Airbnb mà bạn làm á là kinh doanh á chứ không phải là đầu tư đâu á, là không phải là bỏ vô. Lúc nào cũng với trên phone người ta nhắn là phải trả lời liền, không thôi người ta cho bad review á. Airbnb mình có mướn property manager được không? được nó luôn. Có property manager, nó có người mà những người mà nó gọi là super host á. Chuyên môn là quản lý mấy cái nhà đó, mình sẽ đưa cho họ được thì người ta lấy phần trăm cũng được. Dạ, mình không cần phải lo. Mà mình nghĩ nên vậy hơn, tại vì mấy người đó người ta có cái record rồi. Làm dễ hơn. Ngon ha. Ngon. Đó là một anh mình ở đây thì mình thấy là mà khu này là kế bên Bosa luôn á, chạy ra là Bosa. Không có xa lắm. Tính ra Airbnb ngon giống như là cũng thấy cái rủi ro cũng thấp lắm, tại vì 10 ngày tao là 3.300 rồi, trong khi căn nhà này 1 tháng chưa được 3.300. Đúng không? Rủi ro thấp nhưng mà mùa dịch nè. Đâu ai đi chơi. Ngoài trời. Disneyland thì cũng nguy hiểm. Xong rồi lỡ người ta ăn lợi, người ta sợ nhất là người ta party trong nhà mình, ta phá nhà mình sao? Cái tiền mà mình sửa chữa là rất là cũng nhiều. Mà em vô nhà này nhà hôm qua là em biết nhà hôm qua là nhà party rồi đó. Mùi khá nặng. Nhà mùi thuốc quá nè, còn nhà này ok ha. Nhà gia đình á, thoải mái. Dễ thương. Quá đẹp. Ok. Nhà này nếu mà tính ra, nếu mà bán em mua vô mở luôn. Đúng rồi. Đẹp, dễ thương. Yeah.
mà cái người này là làm rồi có kinh nghiệm nè, họ sửa rất là giản dị mà dễ, simple but elegant giống như anh đang nói. Không có elegant nhưng mà simple, but simple thôi nhưng mà rất là nó cũng như là nó cái cảm giác nó thoải mái, thoải mái và cái gì đó, mấy cái tủ đồ họ cũng không cần dùng đồ mắc tiền là phải đẹp gì đâu, họ chỉ cần rất là rẻ, như là họ để thảm vô nè. Mà chỗ nào nên để thảm chỗ nào mà để rất là chính xác, thấy không, thảm ấm ngủ nè. Cái này rẻ mà đâu có mắc tiền đâu. Yeah. Mấy cái này là không có mắc tiền. Chỗ này là mà dễ maintain nữa, mà cái đồ floor này cũng rất là rẻ là, nhưng mà nhìn vô đẹp. Đó. Rất là hay. Mình thấy là bà chủ nhà này rất ok. Nhà để như là staging vậy thôi. Ừ, để bán vậy đó. Nhưng mà rất là lợi luôn, cái này là miếng đất là 2000 mua bằng 2016. Ừ. Là mà 1.44 acre là gần nửa acre á. Bạn thấy chủ nhà này là bao giờ 20.000 quá biết. Cỡ đó, cỡ 20.000 quá biết không? Quá bự luôn. Ừ. Căn nhà này nếu bán hơn 1 triệu không ạ? Tại vì bán là 3 gia đình rồi không? Bây giờ nghĩ cũng 800 mấy 900 á. Vậy thôi hả? À. 3 căn luôn hả? Ở đây mà. Mình lên lên thuê Zillow thì nó để với nó không có mắc lắm. Nhưng mà đúng ok rồi. Right. Vậy căn này ngon á man. Căn này nếu ai mua được ngon ha. 3 mình thấy luôn. Yeah, mình thấy ở dưới đây quận Cam này tiền nhà rẻ hơn mà chứ mướn cũng không khác gì trên tên mình ha. Yeah. Mà có chỗ như là The Lost ở thành phố du lịch nữa. Ai có tiền mua ở đây sập hai căn trước xuống xây thêm đẹp đẹp thôi. Thôi không cần xây nữa. Xây bao nhiêu tốn tiền. Mình nói cái này thật nha. Làm vừa thôi, đừng có overbuild. Bạn có đừng có xây quá cái khu của bạn. Hay là cái nhà này là mình sửa chữa lại cho mướn thôi. Mình đừng có giữ mình vui, mình cảm thấy làm nên đẹp nữa đó. Nhưng miếng đất nó không có giá trị hơn nữa. Mà làm vậy thầu ăn hết à. Là mình ăn hết á. Ok. Rồi ok. Ok thôi đi, ăn phở. Ok rồi, hẹn gặp lại các bạn sau nha. Ok, bye bye.